Thưa quý vị, tỉnh An Giang đã quyết định giảm cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh vào tối qua, từ vùng cam xuống vùng vàng, tức là cấp độ 2. Toàn tỉnh hiện có 4 huyện, thành phố thuộc vùng xanh, cấp độ 1, gồm Thoại Sơn, Long Xuyên, Châu Phú và Phú Tân. Riêng thành phố Châu Đốc và huyện Tịnh Biên là hai địa bàn cấp độ 4. An Giang hiện đã tiêm 2,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó tỷ lệ mũi 1 đạt hơn 96%, mũi 2 đạt hơn 87%. Tỉnh cũng đã tiêm hơn 134.000 liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Để đảm bảo an toàn cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, tỉnh Kiên Giang đang khẩn trương đầu tư và đưa vào vận hành hệ thống oxy trung tâm cho các cơ sở y tế trên địa bàn. Hiện Kiên Giang đã đầu tư hệ thống oxy trung tâm về các tuyến y tế cơ sở như Phú Quốc, Hà Tiên, Dòng Riền. Riêng tại trung tâm điều trị COVID-19 tỉnh, quy mô 1.800 giường, cũng đã có hệ thống oxy lỏng với công suất 6 triệu lít. Đây là điều kiện rất quan trọng để kịp thời cấp cứu, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Cùng với hệ thống oxy trung tâm, tỉnh cũng đã sớm đầu tư nhiều trạm bơm và bình oxy lỏng để chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19.